nhà tài trợ sẽ làm gì với Quang Hải? Hình ảnh của Quang Hải bây giờ ra sao? Ai được lợi, ai thiệt hại và bao nhiêu trong vụ này? Trong bài viết này, mình sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi Quang Hải liệu có qua được kiếp nạn này hay không bằng marketing và tâm lý học. Một scandal tương tự. Năm 2003, ở độ tuổi 24 ngang với Quang Hải hiện tại, Kobe Bryant bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một nữ lễ tân tại khách sạn. Cô này cho biết đã dẫn Kobe đi tham quan trước khi về phòng anh ta, nơi cô bị cưỡng bức. Khi đó, Kobe Bryant là ngôi sao đang lên tại NBA với 3 lần vô địch NBA, 5 lần tham dự trận All-Stars, 2 lần được chọn vào đội hình tiêu biểu của NBA khi chỉ mới 24 tuổi. Chuyện gì xảy ra sau đó giữa Kobe và các nhãn hàng sử dụng hình ảnh anh để quảng cáo? McDonald's và Nutella hủy hợp đồng. McDonald's và Nutella sử dụng hình ảnh của Kobe Bryant để tạo hình ảnh thân thiện với gia đình và trẻ nhỏ, một người hùng với trẻ em. Khi scandal nổ ra, McDonald's và Nutella lập tức tuyên bố hai hãng này và Kobe không còn liên quan gì đến nhau. Điều này thể hiện các nhãn hàng dành cho gia đình và trẻ em rất nhạy cảm với cáo buộc hiếp dâm hay phân biệt giới tính, mà thực ra họ sợ tất cả mọi thứ. Sprite, một thương hiệu của Coca-Cola thì im lặng theo dõi. Coca-Cola không cắt Kobe Bryant ra khỏi kế hoạch truyền thông của họ, nhưng họ đã rất thận trọng và kiên nhẫn theo dõi diễn biến của vụ việc trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Họ quyết định để cho hợp đồng hết hạn và không đàm phán thêm. Mãi tới năm 2008, họ mới quyết định sử dụng lại hình ảnh của Kobe, nhưng là cho một sản phẩm khác. Nike tiếp tục đi cùng Kobe, trở thành top 10 những hợp đồng tài trợ thành công nhất trong lịch sử. Ngay sau khi họ đạt thỏa thuận 40 triệu đô la với Kobe thì vụ scandal nổ ra. Nhưng Nike không phải là một công ty mang hình ảnh gia đình ấm cúng mà dựa trên thành tích của các vận động viên họ tài trợ. Bản hợp đồng xuôi trèo mát mái, dù có rất nhiều lời ra tiếng vào tại thời điểm đó. Quang Hải và Kobe Bryant. Tuy bản chất khác nhau, nhưng mình sử dụng case Kobe Bryant để tiếp cận vụ việc của Quang Hải vì cả hai cùng là vận động viên thể thao, là người hùng của trẻ em và cùng được các nhãn hàng sử dụng cho các mục đích sau. Gây chú ý là mọi người biết tới. Kết nối bằng cảm xúc. Tạo ra kết nối và kết nối nhanh. Công cụ để định vị hay tạo khác biệt với thương hiệu. Khiến khách hàng làm theo và sử dụng sản phẩm theo. Kể cả khi sa vào một scandal lớn, người ta vẫn biết tới Quang Hải và có những kết nối cảm xúc với Quang Hải. Thương hiệu sử dụng Quang Hải vẫn tạo ra sự khác biệt, vân vân. Nhưng câu hỏi là, trước và sau scandal, ta nhìn nhận Quang Hải ra sao? Robert Cialdini trong cuốn Influence, Science and Practice cho rằng, cơ chế tâm lý giúp Quang Hải và Kobe Bryant tác động lên hành vi của chúng ta bao gồm: thứ nhất, họ từng đem lại cảm xúc ngất ngây khiến ta có cảm giác muốn ban thưởng và đáp lại. Thứ hai, con người có xu hướng hành động theo những hành vi cảm xúc ta từng trải qua. Thứ ba, họ được xã hội công nhận, vì vậy sẽ an toàn nếu làm theo lời họ. Thứ tư, họ được yêu thích vì ta nghĩ họ giống ta nhưng là phiên bản tốt hơn, họ giúp ta sống được nhiều hơn, họ chia sẻ cho ta những cảm xúc và trải nghiệm bản thân ta không thể có được. Hình ảnh của họ gắn với chiến thắng, những chiến thắng của họ làm cái tôi của ta cảm thấy được nâng lên vì ta luôn coi mình và họ là một đội, tương tự khi họ thua. Thứ năm, họ ở trên cao hơn ta về địa vị xã hội, tiền bạc, danh vọng, kiến thức, thông tin, quyền lực, họ có những điều ta muốn. Và đoán xem điều gì đã thay đổi. Tại sao ta lại giận dữ? Sau đây là biểu đồ nội dung bài đăng trên Facebook của Quang Hải trong năm 2020. Trung bình một bài đăng nội dung bóng đá của Quang Hải chứa 33 từ, còn về cuộc sống riêng tư thì thậm chí còn ít hơn, khoảng 26,6 từ. Trong khi đó, trung bình một bài đăng về nhãn hàng của Quang Hải chứa gấp 5-8 lần chỗ đó, khoảng 164 từ. Thậm chí, lời chúc ngày 8 tháng 3 Quang Hải đăng lên cũng đến từ một nhãn hàng, không phải của chính cầu thủ này. Hầu như Quang Hải không nói chuyện với chúng ta. Quang Hải cũng không phải người trong showbiz để đi săn lùng tình cảm của khán giả. Ngược lại, chúng ta mới là những người tha thiết Quang Hải. Ta muốn biết mọi thứ Quang Hải nói ra, nắm mọi thứ Quang Hải làm. Ta cần Quang Hải, còn các nhãn hàng thì tận dụng điều đó. Scandal của Quang Hải có thể được tóm tắt như sau. Quang Hải đã có những ngôn từ coi thường phụ nữ, dùng họ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, cho rằng phụ nữ đánh đổi sex để có được vật chất và sự nổi tiếng, và Quang Hải đi săn phụ nữ. Sự thật như đùa, nhưng Quang Hải đã trở thành một thằng đàn ông trong mắt nhiều người. Không phải là người khiến cả đất nước kích động năm ấy ở Thường Châu, không phải người khiến ta hồi hộp dõi theo, chờ đợi cậu ta tạo ra một phép màu. Quang Hải đã trở thành một thằng đàn ông không hơn không kém. Cậu không còn tiệm cận thần thánh như suốt 2 năm qua bởi điều kỳ diệu cậu từng làm được. Khi coi thường phụ nữ, Quang Hải đã chọn phe. Quang Hải dưới con mắt phụ nữ đã đổi sang thứ nhất là phe đàn ông và thứ hai là phe xấu. Điều này cắt đứt kết nối tình cảm của hầu hết nữ giới dành cho Hải. Tuy nhiên, sự giận dữ dành cho Quang Hải vốn đến từ xung đột sinh học giữa đàn ông và phụ nữ. Những gì Quang Hải làm, dù không được lòng phụ nữ, nhưng là những gì đàn ông nghĩ và tin vào. Con đực cần địa vị trong đàn, địa vị cho con đực những con cái tốt nhất. Tuy nhiên, với con cái, việc con đực có nhiều mối quan tâm làm giảm khả năng sống sót của mẹ và con. Scandal của Quang Hải làm dấy lên nỗi sợ và cảm giác bất an tồn tại sâu trong phụ nữ. Một gã trai săn mồi đốn mạt có thể là bất kỳ ai xung quanh mình, kể cả Nguyễn Quang Hải. Và mâu thuẫn sinh học này đã trải dài suốt hàng triệu năm. Những gì sắp xảy ra?
Nữ giới chiếm tới 80-90% những cuộc bàn tán về Quang Hải, nhưng mình tin rằng đàn ông có cái nhìn dễ chịu hơn, thậm chí là đồng cảm với Quang Hải. Đối chiếu lại với Influence Model của Robert Cialdini, những điều đã thay đổi là: thứ nhất, Quang Hải làm ta thất vọng, buồn và ghét bỏ. Ta đáp lại bằng phủ định, cười nhạo, chửi rủa. Thứ hai, ta sẽ làm ngược lại những người của phe đối địch. Thứ ba, sự công nhận của xã hội biến mất, không còn an toàn khi làm theo Quang Hải nữa. Thứ tư, Quang Hải không còn giống ta nhưng là phiên bản tốt hơn ta nữa. Ta khó có thể kết nối cảm xúc với Quang Hải được nữa. Thứ năm, Quang Hải đã bị hạ thấp xuống về địa vị, dù vẫn còn tiền bạc, danh vọng, kiến thức, thông tin và quyền lực, nhưng Quang Hải phần nào đã bị kéo xuống thành một thằng đàn ông bình thường hay một thằng đàn ông xấu. Kobe Bryant đã được chứng minh vô tội sau một năm, còn ngay sáng hôm đó, Quang Hải vội vàng thú nhận tội lỗi của mình. Từ case của Kobe Bryant, các công ty sữa như Vinamilk, những thương hiệu mà Quang Hải đại diện hướng tới gia đình và trẻ nhỏ sẽ cho anh thẻ đỏ. LG và Vivo sẽ cho Hải mài đũng quần trên ghế dự bị vì còn quá nhiều cạnh tranh cho vị trí của anh. Câu lạc bộ chủ quản bắt anh phải giải trình và có những án phạt vì ảnh hưởng tới hình ảnh của Hà Nội. Dù Quang Hải vẫn có sức ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng theo hướng ngược lại. Ta sẽ làm ngược lại những gì anh ta làm, tin ngược lại những gì anh ta nói. Sẽ không có hợp đồng quảng cáo nào cho Quang Hải trong vòng 6-12 tháng nữa. Quang Hải cũng sẽ ngừng update trên Facebook và Instagram. Một viễn cảnh khá khó xử là Quang Hải trong một năm tới chắc cũng không dám chia tay người yêu hiện tại trong một nỗ lực để hoàn lương. Thậm chí vì luôn bị phản ứng dữ dội, những update của Quang Hải chắc chắn sẽ phải thông qua bạn gái Huỳnh Anh, vô hình chung biến cô này thành khiên đỡ đạn và hứng chịu chỉ trích. Hãng xe Mercedes không biết là nên vui hay buồn, được cả đàn ông và phụ nữ nhận diện là công cụ đi săn. Phụ nữ sẽ có cảm giác cảnh giác khi ngồi lên Mercedes, còn các anh thì tự tin rằng một chiếc mẹc giúp anh ta trở thành alpha. Ban đầu mình tò mò muốn biết Quang Hải sẽ ra sao sau scandal này dưới góc độ của marketing và tâm lý học. Khi nghiên cứu thêm một chút, mình thấy vấn đề này thú vị hơn mình nghĩ rất nhiều. Ai tức giận và tại sao họ tức giận với Quang Hải? Với câu hỏi mới này, mình va phải những câu hỏi và kiến thức khác như: có hệ thống nào phân loại người nổi tiếng theo tính cách và những giá trị họ đại diện không? Tại sao ta dùng và không dùng KOLs để truyền thông? Tính cách của thương hiệu khiến công chúng nhìn người đại diện cho thương hiệu đó như thế nào? Và công chúng nhìn người nổi tiếng đại diện cho nhiều thương hiệu ra sao? Có rất nhiều câu hỏi mà mình chưa tìm thấy câu trả lời, đang đợi các bạn khai sáng. Nếu đã xem tới đây rồi thì hãy góp ý cho mình ở phần comment nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.